Tập ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người về tướng bàn tay của đàn ông tài giỏi và biết cách kiếm tiền. Bạn hãy cầm bàn tay của người đàn ông của mình lên và xem anh ấy có những đặc điểm sau đây không nhé. Thứ nhất là trong lòng bàn tay anh ấy sở hữu hình chữ xuyên. Nói về tướng bàn tay chữ xuyên thì người ta vẫn kháo với nhau rằng đó là tướng bàn tay tốt, nhất là đối với đàn ông. Bởi vì cái người này đường tình sẽ không được thuận lợi cho lắm. Đàn ông mà lòng bàn tay có đường vân như vậy thì thường khá là khô khan, ngây ngô trong chuyện tình cảm, không biết cách ứng phó trong những cái chuyện liên quan tới tình cảm. Vì lẽ đó mà đàn ông có nét tướng này khó có được chuyện tình duyên hay là hôn nhân ổn định. Xong nói về tài lộc thì đây lại là tướng bàn tay phát tài phát lộc số 1. Nói như vậy là bởi vì đàn ông mà có tướng bàn tay chữ xuyên là người làm việc tài giỏi, quyết đoán, mạnh mẽ, có cái nhìn xa trông rộng và tinh tường trên mọi sự việc. Chẳng cần sự hỗ trợ của bất kỳ ai, họ có thể tự chọn được cách làm phù hợp nhất với mình và đồng thời luôn giữ được trạng thái làm việc tốt nhất. Cũng nhờ điều đó nên con đường công danh của người này vô cùng rộng mở, hanh thông, tiền bạc thì chẳng phải bàn, bởi tài vận không ngừng thăng tiến và tài lộc thì luôn ập tới với họ. Thứ hai là bàn tay dày dặn mà vẫn mềm ấm. Nếu nhìn từ bên ngoài mà thấy rằng người đàn ông này có bàn tay dày dặn mà vẫn có vẻ mềm mại chứ không quá thô cứng thì chắc chắn một điều rằng người đó không phải là kiếm sống bằng lao động chân tay mà là giới trí thức, dùng đầu óc để kiếm tiền. Như là một lẽ đương nhiên thì những cái người làm việc bằng đầu óc tất nhiên sẽ có khả năng kiếm được tiền bạc tốt hơn bình thường và thậm chí là dễ dàng làm giàu. Và với nhân tướng học cũng nhận định rằng người có tướng bàn tay giàu sang phú quý như vậy thì thường học hành rất là giỏi giang, giành được nhiều thành tựu trên con đường học vấn của mình. Cũng nhờ vào khả năng học hành tuyệt đỉnh đó mà họ cũng có những cái bước khởi đầu vào đời khá thuận lợi, đặt nền móng vững chắc cho vị trí rất cao trong xã hội và đồng thời cũng có được mức thu nhập khá cao so với những người xung quanh. Một điều không thể không nhắc tới nữa đó là đàn ông có tướng bàn tay giàu sang phú quý này là người rất kiên định, có ý chí phấn đấu trong công việc và dù có thất bại nhưng cũng không dễ dàng bỏ cuộc mà vẫn cố gắng đến giờ phút cuối cùng. Từng bước một, họ vượt qua mọi chông gai trong cuộc đời để bước tới đỉnh vinh quang. Thứ ba, đó là có đường vân tiền tài nhiều. Trên hình là những cái đường vân tiền tài trên lòng bàn tay. Giàu sang phú quý và chắc chắn cái người này không thể thiếu được đường vân tài vận trong lòng bàn tay. Đường vân này nằm bên dưới vị trí ngón trỏ và ngón út là những cái đường vân nhỏ chạy xiên. Người mà càng có nhiều cái đường vân tiền tài trong lòng bàn tay thì tài vận càng vượng phát. Tướng bàn tay này thể hiện chủ nhân của nó là người có đầu óc tham mưu chiến lược, giỏi chuyện đầu tư sinh lời, cũng có khả năng quản lý tài chính vô cùng xuất sắc. Biết cách làm thế nào để tiền đẻ ra tiền và cho dù khả năng làm việc của họ không được tốt lắm thì cũng không có sao bởi họ rất khéo léo dùng những kỹ năng mềm của mình để tăng thêm thu nhập cho bản thân. Đây là mẫu thiên tài về đầu tư điển hình, giỏi lợi dụng những cái cơ hội ở gần bên mình để tăng tài lộc. Chẳng những thu nhập chính của họ không ngừng tăng lên mà thu nhập phụ cũng chẳng tồi. Chưa kể tới những cái khoản tiền may mắn từ trên trời rơi xuống. Có thể nói đàn ông mà tay nhiều đường vân tiền tài thì trời sinh đã có duyên với tiền bạc. Kiếm tiền thì giỏi rồi. Tuy nhiên, để xem rằng cái người này còn có tài giữ tiền hay không thì chúng ta cùng xem tiếp về tướng bàn tay biết giữ tiền. Và muốn trở thành một người khá giả trong xã hội thì đương nhiên là khả năng kiếm tiền rất quan trọng. Thế nhưng bạn có biết rằng cái khả năng giữ tiền cũng còn quan trọng không kém và đôi khi còn quan trọng hơn là khả năng kiếm tiền. Vậy thì cùng đi khám phá tiếp về tướng người biết giữ tiền, khiến tiền bạc luôn rủng rỉnh trong túi. Đầu tiên đó là người mà có các ngón tay khít nhau.
Ta có thể thấy rằng trong cuộc sống có những cái người luôn làm việc quần quật hết ngày này sang ngày khác với mức lương rất là ổn, thế nhưng chẳng bao giờ có được đồng nào dư giả trong tay. Nguyên nhân có thể là vì khi mà trụ bàn tay của họ lại, các kẽ ngón tay không khít với nhau tạo ra lỗ hổng. Những cái người mà có bàn tay mà có khe là những người không biết sự của, làm ra bao nhiêu cũng tiêu hết bấy nhiêu, không biết tụ tài và đồng thời cũng khó có thể làm ăn lớn được. Ngược lại, những cái người mà có ngón tay khít với nhau, không để lại khe hở thì là những cái người rất là tài giỏi trong lĩnh vực quản lý tài sản. Họ thích hợp làm những cái công việc như kế toán, kiểm toán và một khi đồng tiền đã vào tay họ thì khó có thể tiêu pha sai mục đích ban đầu. Và đồng thời thì họ xem tướng bàn tay của người biết giữ tiền, người có bàn tay với 5 ngón tay khít vào với nhau, dù không làm ăn lớn thì mức thu nhập chỉ phụ thuộc loại trung bình so với mọi người cũng có thể được tận hưởng cuộc sống dư giả, không bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Còn nếu mà đã đứng ở vị trí cấp cao, họ chắc chắn là những người kiếm tiền bạc không ngừng nghỉ và khiến cho chúng sinh sôi nảy nở, sở hữu một khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Tiếp tới là bàn tay thô và ngắn. Những cái người mà có lòng bàn tay hồng hào, dày dặn càng là người giỏi kiếm tiền. Họ luôn mang lại cho người khác cảm giác an toàn và yên tâm, và đồng thời xứng đáng là những cái vị lãnh đạo và trở thành chỗ dựa cho tất cả mọi người. Và trước khi đưa ra bất cứ một quyết định gì, dù lớn hay nhỏ, họ luôn suy nghĩ và cân nhắc một cách cẩn thận. Còn những người mà có bàn tay thô và ngắn thì luôn kiên định với mục tiêu của mình. Vì thế họ luôn xác định được phương hướng phấn đấu, không bao giờ tốn thời gian vào những cái việc nhỏ nhặt, vặt vãnh xung quanh mình. Thêm vào đó, những cái người này có chính kiến, không bao giờ dễ dàng tin tưởng lời bàn tán của người khác. Đi cùng với một tác phong làm việc cẩn thận, nghiêm túc, họ cũng có khả năng quản lý tài sản giỏi đến mức đáng ngưỡng mộ. Ngược lại, hãy quan sát tướng tay phá tài không thích hợp để làm ăn. Một khi mà đã cầm tiền trong tay, họ sẽ đưa ra những cái kế hoạch chi tiêu rất là rõ ràng, chẳng bao giờ sử dụng tiền không mục đích. Mọi người luôn có cảm giác an tâm khi gửi tiền vào tay họ. Thứ ba, đó là đường chỉ tay liền mạch và đậm nét. Khi xem tướng bàn tay người biết giữ tiền thì chúng ta không chỉ quan tâm tới lòng bàn tay, ngón tay mà phải quan tâm tới các yếu tố rất quan trọng khác, đó chính là các đường chỉ tay. Thông thường thì người có đường chỉ tay càng đậm thì chứng tỏ người ấy càng có tài, càng dễ làm nên nghiệp lớn. Và một khi bắt tay vào công việc gì, họ luôn cố gắng kiên trì tới cùng, không bao giờ bỏ cuộc với nghịch cảnh. Nếu đường chỉ tay vừa đậm nét vừa liền mạch thì những cái người này có đức tính kiên trì, bền bỉ, làm việc gì cũng có suy nghĩ kỹ càng. Họ là những người giỏi làm ăn, rất dễ tìm được những cái công việc với mức lương hậu hĩnh. Bên cạnh việc giỏi kiếm tiền, họ còn là những người biết cách tụ tài. Người này không bao giờ tiêu tiền mà không có mục đích rõ ràng. Mỗi một quyết định mua bán đều phải suy nghĩ cẩn thận, nhất là với những món đồ đắt tiền. Nhờ có những tính cách này mà họ nhanh chóng tiết kiệm được những khoản tiền đủ lớn, đủ để khiến có được cuộc sống dư giả, giàu sang.